Xin chào tất cả mọi người. Để tiếp nối cái bài mình đã từng chia sẻ vào ngày 21 tháng 6 với cái chủ đề là chuyển đổi công ty cũng như đăng ký tìm việc dành cho lao động E9 ở cái VNUC 11. Lúc đó mình cũng có nói là nếu mà sau này có thời gian mình sẽ chia sẻ về cái vế đằng sau, đó là khi tìm việc mình cần phải làm như thế nào, nhất là về vấn đề ngôn ngữ. Thì nhân tiện hôm nay trong quá trình làm việc ấy thì đã có rất là nhiều anh chị em có gọi điện cho mình để nhờ thông dịch qua điện thoại khi mà đến công ty để phỏng vấn xin việc. Và mình khi mà trong quá trình thông dịch ấy thì mình cảm nhận được là mất tầm khoảng 10 cho đến 15 phút khi mà nói chuyện hai bên mà mở loa ngoài ra để nhờ thông dịch. Và cái quá trình mà thông dịch ấy thì có nhiều công ty cũng rất là nhiệt tình, mà có nhiều công ty thì người ta cũng cảm thấy là người ta rất là lười khi mà phải nói chuyện với lại cái phía đối phương là đối phương thứ ba. Và nếu mà mình nghĩ là khi mà người lao động mình mà biết tiếng ấy, trực tiếp nói chuyện với công ty thì là cũng có một cái gì đó nó sẽ mang cái tính chất là thân thiện hơn. Thì hôm nay mình sẽ xin được chia sẻ một chút những cái vấn đề khi mà mình đến công ty tìm việc thì mình phải nói như thế nào, vì là bản thân của mình không phải là cô giáo, không phải là giáo viên dạy tiếng Hàn, thế nên mình chỉ có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình biết. Thế cho nên là mọi người nếu như ai có nhu cầu thì có thể đọc theo mình, hoặc nữa là có thể khi mà sau cái bài mình chia sẻ này có thể viết ra giấy cái câu hỏi bằng tiếng Hàn, và khi đến công ty nếu mình không nhớ mình có thể bỏ ra để mình đọc, mình hỏi với công ty, và công ty khi mà nó mình hỏi cái gì nó trả lời cái đấy thì mình có thể ghi vào. Nếu như mà mình hiểu tiếng Hàn nhưng mà mình không biết được bằng tiếng Hàn thì mình hiểu cái nghĩa tiếng Hàn, mình không biết được bằng tiếng Hàn thì mình có thể viết tiếng Việt để sau này cũng có thể làm lại cái chứng cớ chứng minh được là cái lúc đó tôi đến phỏng vấn công ty nói như thế này, và tại sao bây giờ trong quá trình làm việc công ty thay đổi. Ví dụ là khi mà mình đến công ty thỏa thuận là 1 giờ là ví dụ là 10 won chẳng hạn thế, nhưng mà đùng cái bây giờ lại thay đổi ở cái mức cơ bản là 9.160 chẳng hạn thế, đúng không? Thì là mình cũng có cái căn cứ. Đối với lao động E9 thì nói chung là cái vấn đề này rất là hiếm xảy ra, nhưng có một số visa tự do hay là ví dụ các anh chị em ở bất hợp pháp chẳng hạn thế thì không có cái bản hợp đồng, thì là mình khi mình đến xin việc mình cần có những cái căn cứ để chứng minh được sau này là coi như mình với công ty đã thỏa thuận với nhau ở cái nội dung này, nội dung A, nội dung B, nội dung C. Thế thì là sau đây mình sẽ chỉ định ra tầm khoảng, mình lựa ra được tầm khoảng khoảng 20 câu hỏi, thì mọi người từ từ và có gì là nghe theo mình nhé. Đây là những cái mà mình chia sẻ theo cái gọi là cái tính chất mang tính chất cá nhân thôi. Nếu như mà ai mà cảm thấy là mình nói sai hay là như nào thì cũng có thể là nhiều thông cảm. Thứ nhất, khi mà mình đến công ty thì việc đầu tiên là mình phải biết được xem là công ty nó làm cái nghề gì, đúng không? Làm cái ngành nghề gì, đúng không? Biết là bộ giới thiệu nhưng nhiều khi bộ không nói cụ thể hoặc là người khác không giới thiệu cụ thể thì mình cũng không thể biết được. Thì mình sẽ hỏi cái câu đầu tiên đó là회사에 어떤 업무를 해요? Coi là công ty làm về công việc gì, hoặc là nói đơn giản là muốn in heo, làm cái nghề gì đấy, thì công ty sẽ nói là ví dụ làm CNC hay làm phụ tùng ô tô, trả thông gia phụ phùng nghe chẳng hạn thế, đúng không? Thì những cái câu mà câu về bên tìm việc thì nhiều khi mình cũng nên tìm hiểu trước về một số cái câu cái ngành nghề đấy, và khi mà nó công ty đã trả lời được cái vấn đề là đã làm cái ngành nghề gì rồi thì mình sẽ hỏi là cái thời gian làm việc của mình, ví dụ là một ngày là bao nhiêu tiếng, bình quân là 8 tiếng, tất nhiên là cũng là cơ bản là về 8 tiếng rồi, nhưng có nhiều trường hợp cũng có thể làm nhiều hơn. Thì mình có thể hỏi là 보통 하루에 몇 시간 근무해요? Đấy, có nghĩa là một ngày làm mấy tiếng, thì công ty sẽ trả lời là ví dụ sáng là ví dụ 9시부터 뭐 저녁 뭐 8시까지 9시까지 hay như nào đó chẳng hạn, thì công ty sẽ trả lời mình, đúng không? Thì cái con số thì nhiều anh chị em cũng đã biết qua loa rồi thì mình có thể dễ nhớ. Và thường thường có một cái vấn đề là mọi người gọi là không để ý đến, đó là cái giờ giải lao, nghỉ giải lao. Cơ bản thường thường là một giờ ngày giải lao buổi trưa thì sẽ là 1 tiếng, buổi chiều nếu mà có làm tăng ca sẽ tầm khoảng 20 phút đến 30 phút. Nhưng mà nhiều công ty mình ngay từ ban đầu mình không thỏa thuận với công ty là nó bắt mình chỉ nghỉ có 20 phút, 30 phút giờ nghỉ trưa thôi, thì không kịp cho mình ngủ, ăn cơm nhanh chóng làm việc như thế thì rất là khó chịu, đúng không? Thì mình sẽ hỏi là 쉬는 시간 보통 몇 시예요? 그러면 몇 시간이에요? Có nghĩa là một thường thường ấy là mình nghỉ trưa là khoảng mấy tiếng. Đấy, thì là công ty sẽ trả lời là mấy tiếng, hoặc là mình cũng có thể hỏi là 쉬는 시간 어떻게 해요? Gọi là nghỉ giải lao như thế nào, thì nó sẽ trả lời là ví dụ là 점심 12시부터 1시까지, trưa từ 12 giờ đến chiều đến 1 giờ, và 오후 ví dụ là 5시부터 5시 30분까지, chiều là từ 5 giờ cho đến 5 giờ 30. Thường thường là cái giờ đó là mọi người hay nghỉ để ăn can xích, để ăn như ăn bánh, ăn uống sữa chẳng hạn thế, đúng không? Và khi mà đã hỏi đến cái vấn đề thời gian xong ấy thì là mọi người là sẽ hỏi là công ty này có làm như gọi là ca ngày hay ca đêm hay không, thì mọi người sẽ hỏi là 주간, 야간 다 근무해요?
có nghĩa là làm việc cả ca ngày lẫn ca đêm phải không? Thì mình cứ hỏi như thế để người ta trả lời đúng không? Thì người ta nói là á nhỉ, có nghĩa là không phải, mà chỉ làm mỗi ca ngày thôi, hoặc là chỉ làm mỗi ca đêm không thôi, thì người ta sẽ nói là 주간만 인해요, hoặc là 야간만 인해요, chỉ làm 주 làm ngày hoặc là làm đêm. Đấy, thì mình hỏi như thế để mình biết được là cái giờ giấc nó cái ca ngày hay ca đêm như nào, nó sẽ cụ thể hơn đúng không? Và sau đó là mình sẽ hỏi là thêm một ngày tăng ca là mấy tiếng? 하루에 연장 근무 몇 시간 하나요? Có nghĩa là một ngày mình tăng ca mấy tiếng, làm thêm, gọi là làm thêm mấy tiếng ấy, thì mình hỏi nó cụ thể đúng không? Thế nên người ta sẽ trả lời, người ta sẽ nói là 보통 một 두 시간, thường thường các công ty thường thường là tăng ca tầm khoảng 2 tiếng hoặc là 2 tiếng rưỡi là nhiều, bình thường nó là như thế. Chúng ta sẽ nói là dạ 연장 근무 một 두 시간, một 두 시간 30분, thì mình nghe xong đó ra mình sẽ viết vào một quyển giấy hoặc là một cái quyển sổ tay đúng không? Một cái tờ giấy hoặc quyển sổ tay đúng không? Xong sau đó là khi mà hỏi được cái giờ tăng ca rồi thì mình sẽ hỏi là cuối tuần, ví dụ thứ bảy, chủ nhật và ngày lịch đỏ, mình có những ngày nghỉ hay mình có làm việc hay không, thì mình sẽ hỏi là 토요일, 일요일, 금요일, 인해요, là có làm việc vào thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ hay không. Thì người ta nói thường thường là các công ty hay làm thứ bảy thì người ta nói là 토요일 근무해요, hoặc là 일요일 한 번씩 근무해요, thỉnh thoảng là có làm ngày chủ nhật. Đấy, thì mình hỏi về cái thời gian làm việc của thứ bảy, chủ nhật và cái ngày nghỉ. Xong sau đó là mình có thể hỏi thêm là bây giờ là luật thay đổi là cái ngày lịch đỏ, cái ngày nghỉ là ngày nghỉ có lương đúng không, thì mình hỏi là cái ngày lịch đỏ này, ngày nghỉ bù thì là có trợ cấp cơ bản hay không, thì mình sẽ hỏi là 공휴일 대체 공휴일 기본급 있나요, có lương cơ bản của những cái ngày nghỉ đó không, thì người ta sẽ nói là bây giờ đúng luật là trên 5 người là phải có rồi đúng không, còn nếu như mà công ty mà nói là không có là coi như có vấn đề đúng không. Đấy, và tiếp theo đó là mình phải hỏi thêm, ví dụ mà trường hợp mà công ty mà làm đêm ấy thì mình hỏi là có trợ cấp đêm hay không. Có nhiều công ty mà tính sai, tính vớ va vớ vẩn ấy thì nó sẽ không có trợ cấp đêm đâu, thì mình phải hỏi là 야간 근로 수당 있어요, có trợ cấp đêm hay không. Đấy, và cái trợ cấp đêm này được tính vào ban đêm từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cơ bản thường thường mọi người có nghỉ một tiếng chăng nữa thì vẫn còn 7 tiếng còn lại nhân với lại 0.5, đấy là cái trợ cấp đêm. Xong sau đó là mọi người có thể hỏi thêm về cái vấn đề là có hỗ trợ như kiểu là ăn ở hay không, 숙식비 제공해요, 숙식비. Đấy, thì có hỗ trợ hay không, thường thường người ta nói là ví dụ là có hỗ trợ ở chẳng hạn thế, hoặc là không thì người ta sẽ nói là có, thì nó là 있다 없다, người ta sẽ trả lời mình đúng không. Với lại mình có thể hỏi thêm, có nhiều công ty là sẽ trừ vào cái tiền lương của mình, nhất là tiền ăn ấy, thì mình sẽ hỏi là 식비는 월급에 공제해요, có trừ tiền ăn vào tiền lương của mình hay không. Thì có nhiều công ty nói là ấm bèo, gọi là không trừ. Còn nếu người ta nói là có thì là một haru về ẩn ma, một ngày là trừ bao nhiêu, thì mình có phải hỏi cho nó rõ ràng cụ thể. Nhưng mà thường thường các công ty mà mình đến mình phỏng vấn trực tiếp như này thì cũng sẽ không trừ đâu, mà có trừ thì cũng chỉ trừ tiền ở thôi. Có nghĩa là xúc xô ví dụ là han ta này ẩn ma, ví dụ han ta này 10만 원 chẳng hạn, thế thì một tháng là trừ cái tiền ở là 100.000. Đấy, người nào mà cảm thấy mà không ở được thì ví dụ có thể không bỏ tiền, không muốn trả tiền ở trong ký túc xá thì có thể ra bên ngoài ở. Đấy là vấn đề mà tiền ăn ở. Xong sau đó là mình lại hỏi tiếp về cái vấn đề là tiền thưởng. Tại cái vấn đề này vấn đề rất chi là quan trọng đúng không? Sang nhơ cơm hay là bonus có hay không đúng không? Sang nhơ cơm mà animen은 bonus 있어요? Có tiền thưởng hay không? Đấy, công ty nói là 있어요 hoặc là 없어요, có hay không có, là mình cũng sẽ nghe, mình sẽ hiểu đúng không? Và tiếp theo là cái vấn đề là công ty trên 5 người và dưới 5 người là hai cái rất chi là quan trọng. Khi mà mình chưa nhìn thấy được cái bố cục của công ty thì mình phải hỏi. Tại vì trên 5 người cái điều kiện của nó rất là nhiều, nhưng mà dưới 5 người thì cái điều kiện của nó rất là ít, nó khác nhau rất là nhiều cái. Mình phải hỏi là 회사의 근로수가 5명 이상이에요, công ty trên 5 người có phải không ạ? Đấy, người ta nói là công ty trên 5 người đó, thì mình biết chắc chắn rằng là vậy những cái điều kiện trên 5 người thì mình sẽ được áp dụng rồi, thì mình sẽ yên tâm đúng không. Và tiếp theo đó là cái tiền mà tiền phép năm ấy, biết là trên 5 người thì sẽ có tiền phép năm rồi, nhưng mà có nhiều công ty nó có một cái quy tắc làm việc khác nhau. Ví dụ mà nghỉ ngày phép năm, một năm có 15 ngày nhưng không nghỉ là nó sẽ bị mất. Để trường hợp là có là mình phải hỏi cho nó cụ thể là 연차 수당 있어요, có cái tiền phép năm hay không. Đấy, còn nếu mà trường hợp nói là có thì mình hỏi là nếu như trường hợp mà mình mà không nghỉ thì là có được tính vào lương hay không, là 연차 사용 안 하면 월급 임금으로 계산해요. Mình phải hỏi là nếu mà trường hợp mình mà không nghỉ ấy, thì mình có được nhận bằng tiền lương hay không? Itta, opta, thế nên là công ty mới hỏi, thì là nó trả lời thì mình sẽ mọi người nghe, mọi người sẽ hiểu đúng không?
Và cái tiếp theo đó là khi mà mình biết là công ty tình trạng làm việc như thế này rồi, nhưng mình vẫn vẫn muốn biết là một tháng là bình quân những người lao động khác người ta nhận với lại cái số lương là bao nhiêu, thì mình sẽ hỏi là 보통 다른 노동자들이 한달 월급에 얼마예요? Một tháng là những lao động khác là nhận lương là khoảng bao nhiêu? Ví dụ là trước khi trừ thuế là 세금 공제 전, hoặc là sau khi trừ thuế là 세금 공제 후. Ví dụ công ty nó nói là 다른 노동자들이 한 달에 300만 원 받아요. Thế mình họ nói là bình quân là một tháng là 3 triệu, thì mình hỏi là 세금 전이에요? 세금 후예요? Đấy, hoặc là 공제 전이에요? 공제 후예요? Có nghĩa là trước khi trừ thuế hay là sau khi trừ thuế thì mới được cái mức 3 triệu đó, thì nó sẽ là trước khi trừ thuế là cùng chê chân, sau khi trừ thuế là cùng chê hu, thì mình nghe mình sẽ hiểu. Chứ nói cứ nói 3 triệu cuối cùng là vào đó mà trừ đi mất mỗi tháng 200-300 rồi thì cũng đâu có còn được 3 triệu đúng không, mình hỏi nó cái mức tiền cho nó cụ thể. Và cái tiếp theo đó là công ty này có nhiều việc hay không, thì mình mới hỏi huế sai y đi mà nay không, vì là mình đã ở những công ty trước ít việc mình mới nghỉ mới phải đến công ty mới này, nhưng công ty mới này là ít việc nữa thì có nghĩa là bằng hòa đúng không? Thì mình đi chuyển công ty làm cái gì đúng không? Là phế sai ấy, y đi mà này, công ty có nhiều việc hay không? Thì công ty sẽ nói là ô, phổ thông là y đi mà này, bình thường công ty rất là nhiều việc. Gọi là ô, bán chi là này, không nhiều đâu. Thì là mình phải cần phải suy nghĩ lại đúng không? Cho nó cụ thể đúng không? Và cái tiếp theo là nếu trường hợp những anh chị em nào mới sang, tiếng tăm vẫn còn hạn chế, thì tốt nhất là nên tìm đến những công ty nào mà có người Việt mình làm cùng ấy, thì nhiều khi mình sẽ học hỏi được nhiều cái, và mình có thể như có hỏi thăm thăm dò được nhiều cái. Thì mình có thể hỏi là công ty này có lao động Việt Nam hay không, thì mình sẽ hỏi là 여기 베트남 노동자 있어요? Ở đây có lao động Việt Nam hay không, thì người ta nói ốc có, thì mình nói là nếu mà có thì mình nói là mình có thể gặp được không, thì mình nói là mắn na suy sơ chứ cứ mắn na suy sơ bây giờ có thể gặp được hay không, thì mình gặp để mình trao đổi trực tiếp bằng tiếng Việt thì nó thoải mái đúng không. Thế và cái cuối cùng mình muốn nói ở đây là khi mà đã hỏi tất cả những cái điều kiện liên quan đến lương nậu giờ làm tính chất công việc, à mình còn quên có một hỏi nữa là시간당 얼마예요, hoặc nữa là월급 어떻게 계산해요, thanh toán tiền một giờ là bao nhiêu, hay là tiền lương của mình một tháng là bao nhiêu. Ví dụ là vừa mình vừa nói là 월급 어떻게 계산해요, lương tính như thế nào, thì người ta nói là 보통 ví dụ ăn theo lương cục thì nó sẽ nói là ví dụ han ta này mò 300, hoặc nữa là một tháng 3 triệu, hoặc nữa nó sẽ là 시급 노동부 시급 ăn theo lương của bộ, ví dụ hiện tại bây giờ là 9.160 chẳng hạn, thế thì là thế thì ăn theo lương bộ, thì ngoài những cái giờ khác ra tăng ca thì tính tăng ca, mà làm đêm thì trợ cấp đêm thì sẽ tính theo trợ cấp đêm, thì mình nghe mình sẽ hiểu đúng không. Và cái câu cuối cùng đó là mình có thể xem được cái tính chất công việc hay không, mình phải xuống mình phải thử đúng không, chứ mình đồng ý hết rồi nhưng đến khi ngày vào làm mình nhìn công việc ô công việc này không phù hợp với mình, nặng quá hay là công việc này máy móc trông nó nguy hiểm quá, thì là mình phải hỏi là mình muốn xem cái tính chất công việc hiện trường như nào, thì nó là hiện trạng nghe sang hoang bốn suy style, là mình muốn xem cái hiện trường công việc nó như thế nào. Đấy thì khi mà công ty mà đồng ý, công ty bỏ thế ô, thế là mình bảo chi cơm khán suy rồi cá bôn suy rồi bây giờ có thể đi thử đấy không, thì công ty nói là đồng ý, thì là coi như là mình mới xuống cái hiện trường đó và mình xem cái tính chất công việc vận hành máy móc hay là công việc nó có độc hại hay không, hay là cái môi trường làm việc nó có sạch sẽ hay không, có độc có bụi bẩn hay là tối om hay là nóng bức hay không, mình phải xem đúng không. Vì thường thường là anh chị em mình để mà chuyển xưởng thì rất chi là khó, thế cho nên là khi mà đã tìm được một cái công ty là được có cái quyền tự do để mà đi lựa chọn công ty, thì mình phải suy nghĩ rất chi là kỹ càng. Không nghiễm nhiên mà ở bộ người ta cho mình những 3 tháng để tìm việc, vì là tìm việc nó không phải là dễ, công ty này không vừa với cái khả năng của mình, cho dù mình cảm thấy là mình đã hỏi người ta rất là nhiều thời gian, rất là mất thời gian, nhưng mà đến khi xong xuôi rồi mình cũng không nên quyết định ngay, trừ trường hợp mình cảm thấy ok quá, hoặc nữa là cái thời gian tìm việc của mình nó quá là ngắn thì mình nói là ok mình sẽ ký luôn. Nhưng mà nếu mà không nữa mình nói là xanh các cho mà hago ship xanh các hay buộc kể tôi cần phải có thời gian suy nghĩ, vì thường thường là trong vòng 4 ngày nếu như hai bên không ký với nhau thì cái hồ sơ cái vấn đề giới thiệu cho hai bên nó sẽ tự động bị hủy. Thì ví dụ là hôm nay mình đến công bộ giới thiệu một cái mình đến xem ngay, thì ngày hôm sau thì mình nói là thám lan ấy thể tháp hạt kiểu, ngày hôm sau tôi sẽ trả lời, và khi mình trả lời xong thì hai bên mà đồng ý ok thì lúc đấy mình sẽ ký sau đúng không. Thế cho nên là khi mà đi tìm việc thì mọi người thật sự là cần phải suy nghĩ cho nó thật kỹ, chứ nếu mà khi mà đã vào đến trong công ty đi làm rồi ký kết với nhau rồi cuối cùng làm được một thời gian ô công việc không hợp, nặng nhọc, khí độc hại này kia, mình muốn xin chuyển nó không cho mình đi,
rồi mình lại giằng co cãi vã đủ các kiểu, nói chung là nhọc nhằn lắm mọi người ạ. Đấy, đây là vừa rồi là những cái nội dung, những cái câu hỏi cơ bản, những câu hỏi này có thể dành cho tất cả những anh chị em có thể đi tìm, đi đăng ký tìm việc được, và có thể như kiểu là nghe nghe mà không hiểu thì mình cũng đã sẽ memo bên cạnh, thì mọi người có thể nhìn chữ thì mọi người như kiểu viết ra và mọi người học theo. Thế và cái vấn đề này như ban đầu mình nói là mình không phải là cô giáo dạy tiếng Hàn, thế cho nên là những cái nội dung vừa rồi chỉ là nội dung chia sẻ cá nhân, thế cho nên là nó chỉ mang tính chất cá nhân và giống như trường hợp là tiếng Hàn cấp tốc thôi. Đấy, nếu mà mọi người cảm thấy có gì sai thì như nào thì mọi người có thể bỏ qua cho mình, và cũng mong mọi người tìm được một công ty thật là hợp lý và tìm những công việc hợp lý và có cái sức khỏe để làm việc thật là tốt, và chúc mọi người thật là may mắn. Cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.